Qua nè, niệm nè. Đó, chị đâu có đem gì đâu. Ồ, niệm này là của anh cho luôn hả? Anh thầy bảnh á. Ờ. Gói nè. Anh chủ nhà này là anh của anh thầy hả? Anh gột của anh thầy. Gửi, anh gửi. Anh gửi ha. Ôi trời ơi, có phước dữ luôn. Đúng. Người đừng dán nhờ trời Phật không thì nói thì đi lên ông thầy cũng đổ cho con mình. Bây giờ thì cũng hơn 7 giờ rưỡi tối. Lúc nãy thì Bùi Hồ có điện cho chị Dứa hỏi cuộc sống của mình như thế nào. Thì chị có thông tin rằng á, thầy trị bệnh cho Tú, nói gần kế bên đây có một ngôi nhà đang bỏ trống. Đó là ngôi nhà của người anh của mình. Nó chị cứ qua bên đây sống và ăn uống á, thì vợ của thầy sẽ nấu cho và sau đó sẽ gửi tiền cơm lại. Đây là một cái tấm lòng nhân văn rất là ý nghĩa. Và Bùi Hồ thay mặt cho gia đình của chị Dứa chân thành cảm ơn một người thầy giấu tên bí ẩn. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Và có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là tại sao không chia sẻ những cái thông tin về thầy cũng như là những cái số điện thoại của thầy lên. Thì thầy có nói rằng là do thầy muốn cần chuyên tâm điều trị cho Tú để xem cái tiến triển của cái căn bệnh. Thầy muốn tập trung vào trị bệnh cho Tú, cô bác của anh chị cũng còn khá là dài. Và tối hôm nay thì đây là nơi sinh hoạt của gia đình của chị Dứa. Ở đây thì không có tốn tiền trọ gì hết. Và lúc nãy thì Bùi Hồ có mua một cái hộp cơm, chị Dứa nói là bé Tú thì thích ăn cơm hộp thịt sườn với lại nước mắm không cay với lại một chén súp có thể ăn được. Bây giờ đây là hộp cơm thịt nướng hả cô ha, 25.000. Thông tin với cô bác quý anh chị là cái hộp cơm này Bùi Hồ mua đem vô cho Tú. Tại vì Tú thì thường không có ăn những cái món khác được mà chỉ ăn cơm với thịt nướng và nước mắm không cay. Với lại cô có súp không? Dạ, tại vì ở nhà của thầy á, thì đoạn đường cũng khá là xa nên chị Dứa có nhờ Bùi Hồ là mua cho Tú một cái hộp cơm như thế này ngay tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Cô bán cũng khuya dữ ha. Cô bán tới 9 giờ. 9 giờ tối hả cô? Dạ. Vậy giờ này cũng gần hết rồi. Sắp hết rồi. Dạ. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chạy vô trong đó để đưa hộp cơm cũng như là xem cái tình hình sinh hoạt, cuộc sống của mẹ con, của gia đình của Tú á, như thế nào nha cô bác anh chị. Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Quên anh ăn đồ cơm. Cái ngôi nhà này là tối mình ngủ ở đây. Tối ngủ đây mà chị với anh á tối đi vuông luôn, không ai nhà chị nữa. À. Chỉ đi đâu? Tối đi đâu? Tối đi ra vuông. À. Rồi chỉ là ban ngày về thôi, sáng mới về. Về ngoài xa quá thì rộng lắm, dài lắm. Sáng mới về. Ừ. Có nghĩa là tối mình ngủ ở đây, ban ngày mình qua bên kia trị bệnh. Không, sát bên đó luôn nữa hả? Quên hả? À, không biết rồi, em biết rồi, có nghĩa là tối ở đây luôn hả? Ở đây luôn, em qua thầy qua đây bấm. Thầy qua đây bấm luôn. Có gửi tiền trọ không chị? Không. Khỏi gửi luôn hả? Thế nói vợ để chị mà ở gì đó. Rồi để chừng nào em gửi tiền điện với nước gì, nấu ăn rồi gì đó. Cái chị nói sao chị lấy đi mắc lắm, tới 10 triệu luôn rồi. Rồi ăn uống sao? Ăn uống thì mình muốn ăn thì mình mua mình nấu. Ga không có tốn ga, à. Ga cơ bằng có hầm gì đó. Chị nấu bên đây luôn. Nấu bên đây luôn. Dạ. Ừ. Rồi. Không có tốn ga. Rồi cái chảo mà mua đồ ăn á chị có biết chưa? Không có biết luôn, chưa biết gì hết. Mới có nghĩa là mới mẻ. Ngày mai em sẽ chở chị đi ra chợ. Chưa biết gì hết. Tới vậy. Vậy là ngày mai là em sẽ chở chị đi chợ để cho chị có thể biết được. Mới nghe rồi. Vậy là có nghĩa là có phước lắm rồi đó chị. Có phước lắm. Qua nè, niệm nè. Đó, chị đâu có đem gì đâu. Ồ, niệm này là của anh cho luôn hả? Anh thầy bảnh á. Ờ. Gói nè. Anh chủ nhà này là anh của anh thầy hả? Anh gột của anh thầy. Gửi. Anh gửi ha. Ôi trời ơi, có phước dữ luôn. Cô phước, cảm ơn anh nhiều nha. Ở nhà này lấy 10 triệu luôn hả? Nói chơi á, ảnh nhìn ảnh gương mặt ảnh rất là hiền luôn cô bác anh chị. Bình người mà. Giống em gửi không thích ấy là anh dưới. Dạ. Tối nay anh thích ngủ ở đây. Ngủ ở đây. Vui không? Vui. Mà bự. Dạ. Nghe đang chứ. Chưa giờ quên giấy tới giờ này mới giấy về bật. Với mẹ nó mãi nội bên trong rồi.
quên mấy giấy tới em rồi. Giấy sao? Giấy trên đó. Trên đó để dưới cũng. Nay ngày mà nay ngày mà gầm tháng tư tháng hai năm 2000 tôi mới bù hồi đời trời. Phúc lên là trời, cô xin trời. Con gái con đâu cầm tôi hai bây giờ. Hôm nay đi trị bệnh Sài Gòn, trị bệnh gái con. Ở đây không phải Sài Gòn. Trị bệnh Trà Vinh. Trị bệnh Trà Vinh cho con gái con nhà ông rồi. Cho con đi về nhà. Hai vợ con đi đi đứng về nhà. À, lúc đi thì... Tôi 26 tuổi phải không nè. Dạ. Hút ấp bột rồi. Cùng chính dạy và con gọi cho con ăn ngon rồi. Dạ. Ăn ngon rồi. Đi đứng ăn ngon rồi. Đi đứng ăn ngon rồi được, đi đứng tờ ăn ngon. Đi đứng tờ ăn ngon rồi được, đi đứng tờ ăn ngon rồi tiêu trừ, rồi hết bệnh về nhà cũng... Đi đứng ăn ngon, ngủ được, tiêu trừ bệnh tật, sức khỏe dồi dao, có thể đi lại bình thường. Cô mà dịch cho cô. Lúc nào anh cũng giấy như thế, lúc nào? Ờ, ông giấy như lắm. Vậy là ngày nay là thấy mẹ nó mà, mẹ Quan Âm bộ cho mình chưa? Là có chỗ ăn, chỗ ở, có người đưa đi nè. Cái mình phải tin được. Chiều giờ thầy có bấm nguyệt tú lần nào thì được. Bấm hai giá. Có uống thuốc không chị? Có, vô này cho uống thuốc. Vô thầy cho uống thuốc rồi hả? Rồi bấm rồi là lúc đó ha. Mình lại uống thuốc của mình rồi. Sợ thì nó mệt, uống có gì. Rồi thấy tú có dễ chịu không chị? Hồi chiều giờ nó quậy bằng quậy sám hồn luôn. Có nghĩa là đi á, mệt. Đi mệt, đuối đi xe luôn. Coi xe đó, nó nằm ngoài, bữa nay nó ngồi lên nó bực bội. Nó dậy á. Bây giờ thấy là im lại đỡ nè, qua đây, hồi qua đây bây giờ đỡ. Mới thăm thang có bà. Không nữa. Có thể mẹ Quan Âm phù hộ mình sao? Mình thắp nhang mà. Mình thắp nhang giấy nhưng mình ở chỗ này. Con ở nhờ vậy đó, phù hộ độ cho mình. Hết bệnh. Cho con ở đây, chị bệnh cho con cho hết bệnh vậy đó. Mà con ở đây nha. Cho con Tú đừng khóc, cho nó im vậy đó, im dịu thần kinh nó lại. Cho nó khỏe. Mới thắp nhang thấy. Qua đây là nó. Qua đây nó không chịu qua, nó sợ không thể không chị bệnh cho nó. Ủa vậy hả? Nó nói hồng quá, nó không đi. Nó không chịu đi. Mới nó khóc, nó rồi không chịu gì. Rồi chiều anh chị ăn gì? Chiều chị ăn cơm với bên ông nhà ông thầy đó. Còn anh thì ăn với nước tương, bây giờ ăn lạc. Còn bé Tú thì hồi chiều giờ chưa ăn. Tú không chịu ăn gì hết. Tú chỉ uống sữa không mà. Em kêu người ta lấy cơm ít ít vậy, tại em biết Tú cũng ít ăn cơm. Sợ là để tối tối sợ nó ăn, sợ nó bụng. Qua đây bớt quậy nè. Hồi trưa là đi trên xe quậy nó quá hay đặc hơn. Bộ đồ nó là ướt chảy nước ra luôn đó. Mình khỏe mình ngồi trên xe còn muốn mệt thì Tú. Mệt. Với nó nằm biết lâu rồi cho nên lên xe nó ngồi nó mệt. Nhưng mà đi gì thấy gặp mọi người yêu thương thấy thấy cũng đỡ tuổi, đỡ nhớ nhà. Chị đi đầu bà nó dọn ở nhà sao á mà mát hơn ở đây, tự lựa cho nó thôi ở đây đi. Sẽ dọn nhà ra tụi nghiệp người ta kinh về còn kinh đồ ra nữa. Không, không mày tuổi. Người ta thì rất là nhiệt tình với mình, nhưng mình cũng phải thì, ông thầy á, ông xuống dưới là ông nói rồi, ông về là ông nói rồi. Ông nói nhà chị như vậy đó. Nhà vừa chạy nấu cơm của người ta đó. Ông vẫn nói. Tại ông thầy ông coi ngôi nhà của chị ở trong cái khu nghĩa địa, ông thầy cũng biết mà, ông thấy thương mà. Tìm đến nghiệp. Rồi có chị kia đem lại cho mượn cái gạo. Ai? Cái chị của chị vợ của ông thầy cho chị hả? Cho mượn cái gạo. Mai mốt ta đem cho muối, đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương, nước màu. Đúng. Nhưng mà bây giờ chị lại thấy có tình người, mọi người cùng chung tay nhau giúp đỡ, chị thấy nó ấm lòng hơn không? Thấy thì mừng á, biết luôn mà. Đi chị bệnh cho con mình là vậy mừng lắm. Dương là gia đình. Em ơi, vui hơn gia đình luôn. Vui hơn gia đình luôn. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó mình em không muốn nhắc đó. Nhưng mà tự nhiên mình thấy mọi người chung tay nhau giúp đỡ đấy, ở xã hội này cũng còn rất là nhiều người tốt đúng không chị? Chị kia thì chị nói như kiểu chị bữa nào chị đi làm mà bữa nào chị ở nhà thì chị dù ăn uống chị lo cho cha khỏi lo ăn uống gì đó. Chị cũng đi làm gì chị cũng chưa chịu hỏi nữa. Chị chia sẻ với em là từ trước giờ chị chưa đi Trà Vinh lần nào. Chưa đi lần nào. Và thậm chí là chị còn chia sẻ thêm một cái nữa. Có thể là em hỏi chị là trước giờ chị chưa từng nghĩ rằng là Tú sẽ được trị bệnh như ngày hôm nay đúng không? Đúng rồi. Chị nghĩ là bỏ tay rồi đó.
nghĩ là đi tới Sài Gòn, đi Sài Gòn trái về chị bó tay đó. Dưới mình là đi thầy lúm chân rồi, người ta cũng chỉ em thấy đó. Chỉ là lên nhiều mà ta chỉ vậy đó, chứ đừng nói hồi đó giờ Tú nó ít bệnh rồi nó phát bệnh lên, người ta chỉ biết nhiều. Rồi chị đi Sài Gòn, rồi chị đi Chợ Rẫy, rồi đi bên bệnh viện Nhi Đồng, rồi chị bên quốc tế. Mỗi lần đi viện nhiêu tiền? Hồi làm kêu đi về quốc tế đi về không gần 10 triệu á. Chi phí xe rồi đó. Chi phí xe không có nhiêu mà tiền thuốc với tiền khám mắc lắm, bên quốc tế mắc lắm. Bên quốc tế á, nội mà chụp em gai nó với chiêu CT với đo não nó với tổng quát người nó chưa nghe là đợt nó đâu gần 7 triệu. Là chưa có lấy miếng thuốc nào hết trơn á. Cái hai mẹ con đi về nhà xe của ông Hảo á, không có tiền về mà chưa có tiền lấy thuốc nữa. Ủa mà ngày xưa là anh với chị có một người con là Tú thôi luôn đó hả? Có mình anh đó luôn. Sao mình không sinh hai ba bé? Hồi đó là bên ổng bị bệnh gì đó, cái chị sợ. Chị sợ bệnh sanh ra, sợ. Nhưng mà khi sanh ra thì thấy bình thường thì mừng. Đúng. Mà lớn bị không mà. Cho nên chị sợ, chị không dám sanh á. Chứ không phải là chị sanh lên đó. Dạ. Sợ bệnh á, con mình khổ tội nữa. Tú là có nói là chị nhức ngay cho cái đùi này. Nhức cái đùi này, với thêm tay này. Nhưng mà chắc có thể là 1-2 ngày nữa là cái tiến triển hơn à. Em nghĩ vậy á. Nãy giờ không có ôm khóc. Không có gói ôm khóc hả? Hồi chiều thì tắm rửa ở đâu? Rửa bà. Bên nhà thầy. Ông bên đây cũng có thờ tiên máy đâu. Cao gáo gì đó. Cái này còn hơn ở trọ nữa hả? Đúng rồi. Ngày mai ban ngày chị hãy mua một cái gói ôm cho Tú. Mai mua ôm. Ngày mai có gì nói tụi em mua vô cho nó. Đi về nhà nó thôi, không có ôm. Dạ. Giờ nãy nhất nè. Mắt ban đêm mà nó ngủ thôi, nó thức rồi ngày mắt chị bóp suốt. Bóp suốt luôn cho tới chuyện nằm ngửa ra là tới bóp cái tay này. Ông thầy gặp tấm hình ngày xưa có Tú không? Gặp, biết. Chị có đem theo luôn hả? Chị ra chụp trong điện thoại chị á. Với ông thầy coi clip Tú ông thầy đấy. Dạ. Nước chuyện gì chứ. Cũng đầy đủ duyên lành hết mới được chứ không phải chuyện được nha. Khỏe được phần nào chứ Tú? Khỏe chưa con? Khỏe chưa? Khỏe chưa nói cho anh nghe. Gạt đầu là khỏe rồi đó. Khỏe. Lật lại coi. Lật lại mấy coi. Lật rồi. Không, ở sao vậy? Làm biết rồi. Không chắc đuối quá. Tú mà thẳng dò ra được đó là lỡ cũng có rồi. Nó ngủ thẳng dò bình thường. Dạ. Mà thấy thích gì đó nó coi. Coi để đỡ ông mẹ đó. Dạ. Đó. Là cái gói. Nhưng mà ngủ là thẳng dò được hả chị? Ngủ được, thẳng dò chứ là. Còn ban đêm phải kẹp cái gói vô kẹt háng đó. Cái này là tay để ôm mẹ xuống vậy đó. Thầy không cho nhưng mà chị cứ gửi tiền cho vợ của thầy á. Để mua phụ thêm tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia. Ngày mai chị có thể gửi trước cho thầy 3 triệu hay gì đi. Để cho thầy xoay sở. Mình thì của ít nhưng mà lòng nhiều. Tại vì người ta đã tận tình giúp đỡ mình rồi. Thậm chí là lo từng cái giấc ngủ rồi bây giờ lên đây chữa chạy ở đây nữa nè. Thầy là rất khiêm tốn luôn mọi người. Thầy nói là để trị cho Tú hết đi. Thầy cho thầy cũng không muốn lên mạng nhiều vì sợ trị cho Tú không hết thì là mọi người lại thất vọng. Nhưng mà theo chia sẻ của chị Dứa là nói thầy có thể trị cho Tú có thể đi lại được luôn mà. Nhưng mà 50% là do sự cố gắng của Tú nữa. Thế con lật cho anh coi. Lật đi. Xê. Mà đó gì? Nhưng mà em thấy là tại sao là Tú có vẻ như là nặng hơn anh thích ta? Bởi vì không biết chuyện biết sao nữa. Sao mà phát lên nó nhanh, nó chạy nhanh. Đúng rồi. Còn anh thích thì ngày xưa giờ anh thích chỉ giật thôi à. Giật hồi đó ông giật ít. Ông nháy mắt cái ông giật hơi lâu lâu cái ông đi nhắc gì đó. Mà ông bệnh trước con Tú đâu có 5-7 năm vậy đó. Ông lâu lắm à. Hồi Tú còn nhỏ lắm. Rồi chị cho ông đi quà, cái lấy thuốc uống cái nó bớt nháy mắt ổng. Mà cái đi uống biết tại sao mà từ từ làm như là ngủ giấu bừng nghĩ được. Lần thuốc.
phải là Tú gặp thầy sớm chút nữa thì đúng chị dễ ha. Mọi chuyện nó đều do duyên hết á. Chứ không phải là muốn gặp được là gặp đâu chị. Đúng rồi, mình cũng đâu biết phải không? À ra mà khi mà cái việc mà em gặp chị nó cũng tình cờ lắm chứ đâu phải là cái chuyện nó như mà mình cũng đâu biết đâu. Nhờ em lên vậy đó rồi em ông thầy cũng thấy rồi cũng đi chị với bé Tú. Dạ. Nhưng mà sao biết được? Dạ. Nhưng mà cũng thương ông thầy lắm, ông bắt xe ông đi xe hư. Dạ. Dạ rồi xe hư rồi ông thầy cũng phải lặn lội cũng vất vả lắm. Dạ. Bữa nay ông thầy bánh đi dưới dọc đường xe hư đấy chứ. Dạ. Có anh chủ nhà là anh cũng có ông thầy tốt bụng nữa. Anh chủ nhà tốt bụng, ông thầy tốt bụng. Có biết đâu mà chiều là vừa chị vừa lên đúng. Ông phỏng ông bữa ấy không, không, anh gót nước trà không được đâu không được nước này đâu. Là để em gót cho tại anh cầm cái tay anh nó bị giật giật á. Vừa lên là vợ của ông thầy kêu nói là hỏi muốn nhà. Dạ. Bên nhà chị hôm nay không ở, chị cho mượn ở, muốn chi tốn tiền. Cái chị mới hồi nãy qua chị gọt đồ qua chị mới gặp chị chủ nhà chị hỏi là chị ơi cho em ở thì rồi em chịu tiền điện tiền nước với tiền sinh hoạt nè rồi mà hộ chị với chứ em ở chị bệnh cho bé Tú mua làm vậy là vài ngày nữa. Chị cười chị không có lấy, chị nói gì đó, chị nói trời ơi lấy nhiều lắm chả không có nổi đâu. Cô Nghiệp kêu mùng nữa nè. Đâu rồi đưa mụn nữa kìa. Tại vì những cái vật dụng sinh hoạt nhiều lắm. Như từ cái vấn đề giặt chủ nè. Rồi mùng mền chiếu gối nè. Rồi phải chuẩn bị hết tất cả các khâu đó. Nấu ăn, nấu uống, bếp ga nhỏ, bếp ga mini. Tùm lum tiền nhiều lắm đó. Mùng nữa kìa. Chị đưa ra mùng. Rồi cái này thì của ông thầy. Gối của ông thầy. Tùm lum nữa. Chiều mà lúc trưa mà đi mà Tú ngủ trên xe, lúc đang ngủ nghe nhìn Tú là giống như bình thường luôn. Bình thường nó ngủ là mà không biết nó bệnh đâu. Dạ. Chừng nào nó thức nó cơn nó gồng rồi lên á mới biết nó bệnh. Cho anh nói tình hình của ông thầy, nói tình hình của anh Thích thì như thế nào chị? Thì ông nói ông nói gì hôm nay không nãy ông có nói như Tú là như kiểu cái đi mặt nhỏ nhỏ nè, phải bấm một thời gian một vài ngày gì đó. Còn anh là mới kéo cái cơ của ổng luôn, bởi vì ổng không có cơ như Tú kéo cơ bự được, còn Tú chưa nè, Tú mấy cơ nhỏ còn cứng nè, kéo cơ nhỏ mới kéo cơ bự. Mới là anh vừa kéo cơ bự luôn vừa kéo cơ nhỏ luôn đó. Thôi thì cho Tú ăn cơm đi chị. Chị có đút cho Tú ăn cơm đúng không? Kệ nó ăn chút nào không sao. Ăn trễ thì nó lại khó tiêu. Tại Tú ít vận động á. Tú nằm ăn hay là ngồi ăn được không? Nằm đúng mà. Nằm luôn. Rồi chị đút sao? Chị đút cho em xem với. Con ăn cơm nha. Không thì được mà không? Anh mua cơm đi con kìa. Con để đói nha. Mình giả đi mình đừng có không nữa. Ăn cơm đây đói mà chiều uống sữa không mấy con? Ha. Không gì mà không dạ vậy dạ. Dạ đúng không? Dạ phải không? Ăn phải không? Có một đứa con thôi. Ăn hai con? Lợi lợi lợi. Gạt đầu ăn phải không? Ăn ha. Ăn hai ba muỗng cũng được nữa. Không cho con dưỡng cái bụng á. Nha. Hay mẹ thương. Không. Không gì mà không chàng. Nghe muỗng thôi. Con. Thấy con? Thôi để nó đi chị, khi nào ăn cũng được. Đâu ăn như ở nhà mình đâu. Đâu ăn như ở nhà mình đâu. Sợ không ai bán đồ ăn cho nó. Ở đâu có cái gói đẹp gì? Cái gói kìa. Con thầy chẳng. Chó ha. Em ơi. Có gì cái đồ. Cái giọng hết. Tại giờ không bán vé số rồi mắc mối hết rồi sao? Mình đi chơi đi nuôi con gì không bán vé số mắc mối hết sao anh? Con gái bệnh nay cho con bệnh quá lấy gì ba, nay cho con bệnh nhỏ cái bệnh nặng hơn lấy gì ba, rồi bán thì tiền đâu đi, con phải đi ra rồi nhắm bỏ con đi sao được, con đi sao bỏ con đi sao được, nữ anh bán vé số lấy tiền nuôi con chứ.
Được rồi, anh bây giờ anh cũng bị bệnh. Bị bệnh rồi, đi cũng yếu. Đi xe lăn mà bây giờ cũng hơi mệt. Xe nó cũng khó. Như bà bánh. Em thấy ổng là yếu hơn lúc em gặp phải không? Đúng rồi. Sau này đi nơi yếu hay vừa tay nặng thôi, chẳng chuyến này đi về mà cha nhà ông thầy chị bệnh con rồi hai cháu con chị rồi về hết con chị hết luôn vậy cho con mình ăn ngon đi ăn ngon rồi đi đứng mà mạnh khỏe đi đứng luôn thầy xuống con ngày một ngồi bấm con mình ra ngoài lăn lại được người được dán nhờ trời Phật trong này nọ. Thì đi lên ông thầy cũng đỡ cho con mình mà về đi đứng mạnh khỏe như cha nè, đi ăn ngon mạnh khỏe luôn. Chứ bây giờ bệnh hoạn không rồi bán này thì đi cũng không. Ông đi á, sợ người ta chửi. Ông mua số tổng 35 vé đi vô thương nghiệp nữa chút ra giả gọi đi luôn, nó không trả ông luôn. Thật ra khi mà bán mắc tiền hoài, có đồng hành chung á, có đồng hành chung và có cùng một ngày cảm nhận ở đây, cô bác của chị mới hiểu được cái nỗi vất vả của chị dứa dành cho không yên luôn á chị không nghĩ luôn á, không nghĩ không ăn cơm đó. Được nè, phần ăn có túi dư thì chị ăn nè, rồi phải đấm bóp, phải chịu việc đi vệ sinh rồi chị phải liều lo hết à. Cũng còn may á là trời còn thương vẫn cho Tú biết được cái việc mà sinh hoạt vệ sinh là vẫn được kêu mẹ được kêu. Chứ mà không kêu nữa thì thôi. Hồi chiều mà em ấn tượng nhất với cái hình ảnh mà chị chỉ cho Tú cây xoài thì có nhiều trái. Cái đó là chỉ dành cho người người mẹ mà dạy cho con lên ba thôi. Nó dòm, chiều thấy gì nó dòm đó, nó biết. Chứ đâu nghĩ là cho con của chị là 26 tuổi rồi. Thôi bây giờ chắc hả? Khỏe trong mình nó không có gồng. Không gặp, khẽ mình không gặp. Thì em sẽ thường xuyên cố gắng để ghé đến thăm cái Tú để cho cập nhật cái cuộc sống như thế nào. Khi nào chị thấy mà Tú mà có tiến triển là chị cho em hay, em sẽ chạy xuống. Chị cho hay. Dạ. Về không biết đường về. Về là tại sao về để cho Tú leo lên xe về chứ. Làm sao về cho Tú leo lên xe ngồi bình thường về con. Ha, hết bệnh là về vậy đó con. Dạ. Ăn gắn ăn uống mới phải ăn gắn ăn uống mới có sức. Dạ. Hôm dạ. Nay mấy chị bệnh nó hết bệnh. Dạ. Anh thích là chỉ ăn dạ. Ăn chay những ngày gặp này hay sao chị? Đúng. Ông ăn bữa nay ngày gặp. À dạ. Mời ông ăn mặn này. Dạ. Dạ. Ừ. Thôi thì chắc có lẽ là khuya rồi đấy, gần 8 giờ, 7 giờ hơn 7 giờ. À, chắc có lẽ là mình sẽ dành cái thời gian riêng để cho chị chăm sóc cho Tú cũng như là sinh hoạt nghỉ ngơi, tại ngày nay đi xe cũng hơi mệt mỏi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào những và clip sau để ngày mai này á thì Bùi Hồ với lại Đạt cũng tạm chia tay Trà Vinh để đi thăm những cái hoàn cảnh khác ha. Chào chị. Chào em. Có nói lời nào cảm ơn mọi người không? Chị cảm ơn mọi người mà anh em chị cô chú nhiều lắm. Đồng hành với Bùi Hồ, em Bùi Hồ đồng hành đây là hồi đó giờ chưa biết Trà Vinh. Rồi lên đây gặp ông thầy cũng có duyên. Rồi có chủ chị chủ nhà cũng cho ở không, không có tiền nữa. Cũng cái hên rồi mà cũng có cái mai nữa mà cũng có phước luôn nữa. Cái gì nói cái gì là cũng có phước hết. Như con Tú gì đây nè. Dạ. Chị cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ. Tú đang có mặt điều trị tại đây. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn xem qua tình hình của em như thế nào sau một đêm ngủ lại ngay tại Duyên Hải, cũng như là đến đây để mà trao một ít phần quà cho chị Dứa để mà điều trị bệnh. Bây giờ mời cô bác của anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Tại chỗ cũng có ngủ. Tối nó không ngủ gì mất cho nó uống nhiều nước ngủ. Không ngủ được hả? Mở mắt bự vậy. Sáng nay mắt của chị hình như là nó hơi mệt đúng không? Ừ. Có thể mệt đúng không? Mệt. Sáng nay mình ăn gì chưa? Sáng chị ăn mì gói. Tú thì mượn nhà em bệnh nó mua cho nó hủ tiếu nó ăn mấy đũa à. Nó xịu à. Dạ. Với ẩm nó ra cầu xa quá tắm mệt. Tút sao. Ẩm mệt. Mà nhà bữa nay nó khỏe khỏe, nó không chống cự lại. Nó ngồi. Ngồi cho mặc đồ là khỏe lắm. Còn bữa nào nó chống cự hay là bật cửa ra sao không mà. Rồi chị kìm đâu mình nên kìm khó lắm. Bữa nay nó ngồi im lắm. Nó không có chống cự. Trong lúc mà Bùi Hồ đang hỏi
chị dưới lớp thì thầy vẫn đang bấm bệnh cho Tú. Sáng nay thầy cũng mới bấm bệnh cho anh thấy thầy. Anh làm rồi. Thầy làm khỏe hơn không? Đỡ. Đỡ. Vấn đề đỡ. Ông cho uống thuốc cho con uống. Cũng thấy đỡ. Ông ơi, bệnh này cái gì á, bệnh nha cho con về nhà. Về nhà hai cho con đi hết rồi. Đi đứng mặt đứng nghiêm. Đi đứng mặt đứng nghiêm chỉnh lẫn lộn luôn. Đi bình thường luôn. Đi bình. Hôm nó khó ngủ. Nó mở mắt bự hơn ban ngày nữa. Thế vậy cho nó uống nhiều thuốc ngủ. Ngủ sáng ngủ được chút. Ngủ đến mấy giờ mới thức? Nó mới thức hồi nãy 8 giờ mấy. 8 giờ mấy nó mới thức. Hôm nay là giờ 9 giờ mấy phải không? Đúng rồi. Ai thức 8 giờ mấy. Mệt nó ngủ mà nó không ăn nổi luôn á. Không ăn luôn á. Chỉ uống sữa. Thôi hộp cơm em mua ha. Ăn được 2 muỗng à. Nó chống cự dữ luôn, chị mới ép được 2 muỗng. Dạ. Có uống sữa, được cũng đã. Uống sữa. Trưa nay mình ăn uống sao? Nhà chị bánh, nhà vợ ông thầy á. Chị nhờ nấu cơm luôn. Dạ. Nấu cơm ăn luôn. Rồi chị bánh nấu cơm rồi nó đưa tiền. Là hôm đưa tiền mà chị vừa lấy thì không lấy. Em kêu đưa 3 triệu mà chị không lấy. Còn với người? Không mà chứ tốt. Còn nấu đồ ăn bên đây thì chị cũng kêu nấu ăn này ăn gì nấu gì đó. Rồi ra thì không có tốn ra để cái hầm ấy đó anh ta làm hầm nấu ra không có tốn tiền. Nấu thoải mái. Dạ. Không đỡ. Nó ngay ở đây về á. Rồi tối hai có hai chồng chị với Tú ở đây với hai chồng chị đi vuông rồi không có nhà. Có anh chị ở nhà đấy à. Tối bây giờ chị mới ngủ. Hôm khuya lắm. 1-2 giờ còn chưa ngủ nữa. Làm được buổi sáng chút xíu à. Em thích đêm hôm ngủ được không ha? Đêm 11 giờ mất giá. Về rồi. Nhưng mẹ nằm ở đâu lên trên. Nếu mà em chơi trên nó chạy với cậu. Nhưng mẹ nằm ở bên trong. Nữ em ngủ rồi dậy. Bên mình. Ông giái thằng đêm như dơ vậy. Ông giái lớn lắm, tặc ông giái lớn lắm. Nữ, khó ngủ. Rồi Tú ngủ không được, kêu rồi nhỏ cho nhỏ ngủ rồi mà ông giấy nhỏ không được, ông giấy lớn không à. Nên mà những giấy thì kỳ. Sáng nay nó tăng gì? Sáng có ngư mì. Hai vợ chồng mì gói. Có mua mì gói hả? Mua không? Hôm qua nhờ vợ ông này mua 10 gói mì gói. Mua thùng đó chị. Đâu biết đâu là chợ xa rồi kể từ từ. Hôm trước nghe nói chị bị gan. Chị bệnh viêm gan B. Mười mấy năm này. Mà chị uống cái chai bồ đề á. Nó không có. Chị mười mấy năm hả chị? Chị bị mười mấy năm rồi. Ngủ được, có ngủ được. Chị khó ngủ lắm. Mà chị uống cái cây chai vô là chị dễ ngủ. Phát hay chưa? Mình hạn chế thức khuya nè. Hạn chế ăn nhiều những chất mà dầu mỡ. Chị không ăn dầu. Mà chị cũng không ăn ngọt nữa. Chỉ ngoài cà phê thôi. Dạ. Chị uống cà phê thôi chứ không ăn ngọt. Và béo đầu béo chị cũng không ăn nữa. Mày nói nghe. Mày ngủ thì khó ngủ rồi, bị gì chăng hai cha con đó rồi chị khó ngủ lắm. Người bà đã không có đem thuốc nào nha. Không. Không có đem thuốc theo thì hôm nay á em tới đây thăm chị á thì em tặng cho chị là một cái nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh. Đây là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh nè. Thì ở trong này có các sản phẩm để mà hỗ trợ chức năng gan đó chị. Riêng thì ở trong đây có một cái hộp, đây là trà ha. Còn đây là hộp Tuệ Linh giải độc gan Tuệ Linh Plus. Cái này thì mình sẽ uống theo cái công dụng ở trong đây ha chị ha. Nó có công dụng sẵn á. Mình có đọc cái giấy. Dạ đúng rồi. Ở đây thì nó hỗ trợ giải độc gan nè, tăng cường chức năng gan nè. Viêm gan, xơ gan, đây là một cái sản phẩm dành cho người bệnh gan, viêm gan, người bị viêm gan, xơ gan và những người giải độc gan mát, dùng nhiều bia rượu á. Thì ở đây có các sản phẩm hỗ trợ chức năng gan và cái đặc biệt là cái thuốc đây là giải độc gan Tuệ Linh này. Có công dụng hỗ trợ giải độc, tăng cường chức năng gan, không viêm gan, xơ gan. Người uống nhiều bia rượu và thuốc có hại cho gan. Thì em thì đây là một cái sản phẩm đồng hành với em để tặng cho những người mà có những triệu chứng về gan như chị đó. Em thì rất kỹ lưỡng công việc lựa chọn cái nhãn hàng đồng hành với lại mình để tặng cho bà con. Hôm nay thì thấy chị có một cái gan
có một cái vấn đề về gan đó. Nên là nữ là em chọn nhãn hàng Đại Độc Gan Tuệ Linh để đồng hành cùng với mình. Chị cảm ơn em nha. Đại Độc Gan Tuệ Linh này á thì có bán trên tất cả các hiệu thuốc trên toàn quốc. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Đại Độc Gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ để hỗ trợ những người có chức năng gan cũng như là những hoàn cảnh khó khăn. Chị cảm ơn em nhiều nha, chị cảm ơn mình tài trợ này cũng nhiều. Hồi đó giờ đâu có tiền đâu mà uống tới cái này. Không có tiền uống đâu, uống thuốc nam này vậy bạ vậy đó. Nó có công dụng hết. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bạn của chị Bình Thường Quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong suốt cái hành trình vừa qua. Cũng như là chân thành cảm ơn nhãn hàng Giải Độc Gan Tuệ Linh đã cùng Bùi Hồ đồng hành trong video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chị cảm ơn.